Hello các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mít Cái To Lên em ơi. Ok, và trước khi mà vào với video thì mình xin chúc cho tất cả bạn đang xem được cái video này của mình sẽ có một cái ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ và thoải mái bên gia đình và người thân nhé các bạn ơi. Ok, rồi, và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để mà làm sao chúng ta có thể nhận được Zoom book miễn phí mới nhất các bạn nhá. Ok, rồi, các bạn nhớ là phải xem kỹ cái clip của mình, các bạn đừng có tua nhé. Tại vì có nhiều bạn xem clip của mình các bạn tua ấy, thì đâm ra là các bạn lại không làm được. Sau đó các bạn lại bảo mình là anh hướng dẫn gì mà không nhận được gì cả. Ok, thì các bạn lưu ý các bạn cần phải xem kỹ video của mình nha các bạn ơi. Ok, thì các bạn mới nhận được nhá. Rồi ok, và ngoài ra ở trên kênh của mình hiện tại đang có thử thách. Nếu như mà các bạn trong vòng 3 giây ấn được cho mình vào nút like nút kênh thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn thực hiện được cái thử thách của mình thành công sẽ nhận được cho mình đó chính là 10.000 Zoom book kèm theo một trái ác quỷ vĩnh viễn mà các bạn tự chọn nhá. Ví dụ là các bạn muốn nhận trái Kitsune Vĩnh Viễn chẳng hạn, các bạn hãy comment ở phía dưới là em muốn nhận trái Kitsune kèm theo cái tên game của bạn, thì mình sẽ kết bạn với các bạn và mình sẽ tặng quà và tặng Zoom miễn phí cho tất cả bạn luôn nha. Ok ok, rồi, và cũng có nhiều bạn hỏi mình là ủa anh ơi, tại sao mà nick của anh lại có nhiều Zoom như vậy? Thì ok, ở trong cái video này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cách để làm sao chúng ta có thật là nhiều Zoom nha các bạn nhá. Ok, rất là ngon luôn đấy. Và các bạn nhớ là hiện tại thì kênh của mình đã đạt được cái con mốc là 300.000 sub rồi. Thì các bạn bạn nào mà mới xem kênh của mình, các bạn giúp mình lên được con số là 400.000 sub trong thời gian sớm nhất nhá. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok ok, rồi, và xíu nữa thì mình sẽ vào video chia sẻ các bạn cách để mà làm sao chúng ta có thể làm được Zoom lậu giá rẻ uy tín và chất lượng. Zoom thì về nick rất là nhanh. Và sau đó thì mình sẽ vào video hướng dẫn các bạn cách để có thể là nhận được Zoom miễn phí các bạn nhá. Ok, các bạn nhớ là phải xem clip của mình đầy đủ tua nhé các bạn ơi. Rồi ok, và bây giờ thì chắc là mình sẽ vào video hướng dẫn các bạn cách làm Zoom lậu và sau đó thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách để chúng ta có thể nhận được Zoom miễn phí nhé các bạn nhá. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái trang web để giúp cho anh em có thể làm được Zoom lậu giá rẻ uy tín và chất lượng. Và Zoom thì về nick rất là nhanh luôn nha anh em ơi. Rồi, và hiện tại mình đang có mặt trên trang web nạpzoomlậu.com. Đường link trang web này thì mình sẽ để đường link dưới phần mô tả và cái phần bình luận cho tất cả anh em luôn nhá. Và khi mà anh em nạp 50k, anh em sẽ nhận được cho mình là 4.950 Zoom, và khi các bạn nạp 100k thì các bạn sẽ nhận được cho mình là 22.500 Zoom, một cái số Zoom cực kỳ là lớn nha anh em ơi. Rồi, và ok, hiện tại thì cái nick của mình đang có là 1.121 Zoom. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta làm được nhá. Đầu tiên anh em sẽ copy cho mình cái ID game của anh em, và sau đó anh em sẽ tiến hành là truy cập vào cái trang web nạpzoomlậu.com. Anh em sẽ chọn cho mình cái phần mệnh giá mà anh em muốn nạp. Ở đây mình sẽ chọn 100k. Ok, 100k thì sẽ nhận được là 22.500 Zoom. Rồi, ok, và sau đó thì mình sẽ tiến hành là dán cái tài khoản game của mình vào, và mình sẽ nhập cái thẻ mà mình mới mua lúc sáng anh em nhá. Thẻ này thì mình cũng tích có một tuần nhịn ăn sáng để mình mua anh em ạ. Rồi, và để xem là liệu rằng Zoom nó có về trong nick của mình hay là không anh em nhá. Rồi, như vậy là mình đã dán đầy đủ thông tin rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là ấn vào chữ là nạp thẻ ngay. Và hiện tại nick của mình đang có là 1.121 Zoom nha anh em ơi. Anh em để ý kỹ giúp mình. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ ấn vào chữ là nạp thẻ luôn nhé anh em. Ok, và sau khi mà ấn vào nạp thẻ xong thì ở trên hệ thống họ đã thông báo là mình đã nạp thẻ thành công rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng mình quay trở lại game nhá. Và như vậy là ở trong nick của mình thì đã nhận thành công là 22.500 Zoom book cộng thêm là 1.121 Zoom book của mình, là nick của mình đang có là 23.621 Zoom book nha anh em ơi. Rất là ngon luôn. Và ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại game và mình tặng quà cho các bạn nhá. Và hiện tại thì mình có gặp một cái bạn fan ở trên kênh của mình. Bạn này hiện tại đã like được cái kênh của mình rồi. Và nếu như mà các bạn muốn nhận được quà và nhận được Zoom book miễn phí trên kênh của mình thì anh em nhớ là phải like video, đăng ký kênh và ấn nút chuông thì mình sẽ tặng quà và tặng Zoom miễn phí các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tặng cho bạn fan này trái Leopard Vĩnh Viễn nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tặng luôn nha mọi người. Ok anh em, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể là nhận được Zoom miễn phí anh em nhá. Thì đầu tiên anh em sẽ truy cập cho mình xuống cái phần bình luận của video này. Mình sẽ để cái đường link này ở dưới cái phần bình luận cho anh em nhá. Rồi, sau đó anh em sẽ tiến hành là truy cập vào cho mình. Ở đấy thì anh em sẽ tiến hành là nhập cho mình cái tên game của anh em vào. Mình sẽ tiến hành nhập tên game của mình vào đây anh em nhá. Ở đây sẽ có 4 cái hệ điều hành mà cho anh em lựa chọn. Đầu tiên là Windows, thứ hai là MacBook này, thứ ba là Android, thứ tư là iOS. Thì hiện tại mình đang sử dụng máy tính, mình sẽ chọn là Windows anh em nhá. Và bạn sẽ ấn cho mình vào chữ tiếp tục này. Anh em sẽ đợi một xíu cho nó lock cái trang cái nick của anh em nhá. Nó đã xác thực được cái nick của anh em rồi này. Sau đó anh em sẽ chọn cho mình cái gói Zoom book mà anh em muốn nhận. Sẽ có gói là 800, gói 2.500, gói 5.000 và gói 10.000.
mình sẽ chọn là gói lớn nhất là gói 10 nghìn em nhá. Các bạn sẽ ấn vào chữ tiếp tục cho mình và các bạn sẽ đợi cho mình load khoảng tầm 5 đến 10 giây nhá. Ok, rất là nhanh thôi. Các bạn sẽ đợi một xíu này. Ok, thành công. Thì bây giờ các bạn sẽ đợi nó load tiếp này. Ok, đến đây rồi. Các bạn sẽ ấn cho mình vào chữ xác thực nhá để các bạn có thể nhận được Facebook cho mình nha. Ok, rồi. Và đến đây rồi nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành là đăng ký đầy đủ cho mình 4 cái kênh này nha các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ làm từng kênh một nha. Ok, đến đây rồi đúng không? Thì các bạn sẽ ấn cho mình vào đăng ký kênh và các bạn sẽ chọn cho mình vào quả chuông thông báo tất cả nhá. Các bạn sẽ chọn cho mình vào phần video. Ok nhá. Để các bạn sẽ chọn cho mình vào video và các bạn sẽ bắt đầu comment cho mình từ video này nhá. Các bạn sẽ bắt đầu comment cho mình từ video này. Trước khi mà comment ấy thì các bạn sẽ ấn cho mình vào nút like. Sau đó các bạn sẽ bình luận cho mình. Bình luận thì các bạn sẽ bình luận như mẫu cho mình nhá. Đây, nó sẽ là một mẫu như thế này. Cảm ơn anh em đã nói anh đúng rồi. À, đó. Thì các bạn sẽ comment tương tự như này, nhưng mà lưu ý là comment khác như này nhá, đừng có comment y hệt như mình. Nó lại thành trùng nhau đấy. Ok chưa? Rồi. Các bạn sẽ bắt đầu comment như từ video này đổ lên trên trên video mới nhất trên kênh của mình này. Ok chưa? Nhớ là phải ấn like video nhá. Rồi, bấm like một phát và comment cho mình. Đấy, comment cho mình một phát này. Comment cho mình một phát. Ok, đấy, comment này. Ok nhá. Rồi, sau khi comment xong đúng không? Thì các bạn nhớ là phải làm đầy đủ khúc mắc mình yêu cầu ấy. Tiếp theo các bạn sẽ quay trở lại này. Các bạn ấn đăng ký kênh cho mình. Tiếp theo nhá. Rồi, ở đây thì các bạn cũng sẽ làm tương tự cho mình. Các bạn sẽ tiến hành là ấn cho mình đăng ký kênh. Chọn cho mình vào quả chuông thông báo tất cả. Tìm xuống cái video này cho mình. Tìm xuống bắt đầu từ video này. Bắt đầu comment từ video này nhá. Nhớ là ấn like, bình luận. Đấy, bình luận như thế này. Ở bình luận khác như mình nhá. Mình đang làm mẫu các bạn xem thôi. Ok. Rồi sau đó thì các bạn sẽ từ video này đổ lên trên video mới nhất. Các bạn lưu ý là phải tập trung vào cái video này cho mình nhá. Đây, like video này, nhớ là bấm like và bình luận cho mình. Ok chưa? Các bạn sẽ bình luận mẫu như này cho mình. Bạn nào mà bình luận mà nó kiểu mà ý tưởng nó hay hơn ấy thì các bạn nhớ là bình luận thì mình sẽ tặng tỷ lệ được nhận giúp của mình sẽ cao nha các bạn nhá. Các bạn sẽ bình luận như này cho mình. Đấy, ok chưa? Các bạn sẽ bình luận tương tự như này cho mình nhá. Các bạn ấn bình luận này. Ok chưa? Rồi, sau khi bình luận xong đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ làm tương tự thôi, là các bạn sẽ tiếp tục là ra các bạn đăng ký nốt hai cái này cho mình. Hai kênh này thì các bạn cũng sẽ làm tương tự cho mình nhá. Là các bạn cũng sẽ ấn đăng ký kênh và các bạn bình luận. Thì sau khi mà làm xong thì bạn sẽ để nguyên cái trang này cho mình ở trong cái điện thoại và cái máy tính của bạn từ 15 tiếng đến 24 tiếng thì Facebook nó sẽ chuyển vào trong nick của các bạn nhá. Trong trường hợp mà nó chưa gửi vào trong nick của các bạn ấy thì các bạn sẽ đợi và các bạn sẽ làm lại cho mình nha. Chỉ tầm khoảng 1-2 lần thôi thì Facebook nó sẽ vào nick của các bạn nhá. Ok, chúc các bạn xác nhận được Facebook thành công nha.